Ngon không con? Thấy hấp dẫn không con? Con ăn được không? Vì yêu anh em xin đánh đổi tất cả bình yên trên thế giới này. Chỉ cần anh thôi, xin hãy một giây trong phút thinh lặng. Cái này đúng biết thiếu gì à? Trời mưa găm găm nhưng mà vẫn dán đi ra đường mọi người. Tự nhiên á, không lẽ mình quay phim mà mình để cho mưa hư cái điện thoại nó kỳ quá ta. Nhưng mà mình đang muốn nói với bạn là chỗ mình đang mưa, nhưng mà vẫn đi đội mưa đi đi ra đường để đi ăn. Lạnh quá đi. Em chào cô chú anh chị đi con. Con muốn ăn gì? Hả? Trời mưa rồi mọi người, anh bạn già đang mặc áo mưa nè. Còn mưa hơi nhỏ cho nên là Trâm không có mặc áo mưa, em ngồi ngoài sao vậy đó. Vì anh bạn nhỏ đã được ăn bún mắm một lần rồi cho nên là hôm nay anh bạn nhỏ đòi đi ăn bún mắm tiếp, chứ không phải là bún riêu nha mọi người. Không biết người ta có còn bán không nữa. À, có cháy đèn, có cháy đèn là chắc có bán mọi người ơi. Tới nơi rồi, á, đóng cửa rồi, su cà na luôn. Đổi hướng thành ăn bún riêu luôn. Chỗ này người ta có bán chả nữa nè mọi người, mua cây đi, mua cây nha. Hồi nãy đi quên đem theo cái gạt nước. Cái kiến không thấy đường luôn. Lấy cho mẹ tờ giấy lau cái kiến. Mình dò giùm con đi cô. Nay chú đâu mất tiêu vậy? Chú đi Hà Nội rồi hả? À. Đây cái chả nè. Lấy đũa, lấy muỗng để cho con nha. Ôi mưa to rồi mọi người, bây giờ mưa to rồi. Cho bún nhá. Dạ được rồi, giờ dạ được rồi cô. Đó, tô bún theo yêu cầu của anh bạn nhỏ. Rồi, con cảm ơn cô. Đây là tô bún của Trâm. Cô chú này người Hà Nội mọi người. Bay mùi cua quá trời luôn. Rồi cho mắm vô. Trong đây anh bạn già anh có dắt chanh trong cái mắm này rồi. Trời mưa này á, hồi chiều Trâm chính làm video ăn mừng 10 ngàn người đăng ký á, nhưng mà mưa quá mọi người, đi mần về mưa quá trời luôn, cho nên hẹn mọi người dịp khác. Với lại mất công á, Trâm mới được có 10 ngàn, mất công Trâm làm cái 11 nó tuột sức quê dữ lắm mọi người. Cho em miếng chanh nữa mà. Ăn bún riêu phải dắt chanh luôn nữa mới ngon. Chỉ có ăn bún riêu mới dắt chanh thôi, ăn mấy khác chanh không có dắt. Tìm hùng ra. Đúng rồi, ăn bún riêu ớt chắc mới ngon mà nãy giờ con thấy không có thôi, con nói thôi kệ ăn ớt riêu được. Đây, ăn bún riêu phải ớt chắc chứ ớt tương không bằng. Giờ lần nào ra cô cũng cười. Đưa con cắt đi. Ngon không con? Thấy hấp dẫn không con? Con ăn được không? Chịu ăn là mẹ mừng rồi. À cô để sườn cho anh với phanh giò hả? Đi về tới nhà dầm liền gáo nước mận uống mọi người đó, mận Hà Nội nè, bữa bạn chăm cho đó. Thế xong rồi cái ghim ghim thành cái nước màu đỏ đỏ vậy nè đó. Bạn già đang múc vô giùm Trâm, nó bỏ đậu phộng vô nữa nè. Trời ơi, xịn sò con bò chưa. Từ từ để Trâm đợi anh bạn già. Để anh bạn già anh mít thêm một ít tắc nữa mọi người. Đó, cái tắc nữa. Tắc này cũng tắc ngâm đường đó mọi người đó. Dầm chung vô nó sẽ mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt, kiểu giống như nước xí muội vậy đó. Đòi hỏi chuyện đó được không Trâm? Cái gì? Bạn đâu có thể đòi hỏi chuyện đó hoài được. Bạn đòi hỏi gì mà bạn nói mình đòi hỏi? Mình có đòi hỏi gì mà bạn nói mình đòi hỏi? Ngon quá trời luôn. Rồi, ăn miếng thôi. Chua chua, ngọt ngọt. Cho miếng bắt luôn, thấy nó có vị khác khác đúng không? Thử thơm thơm giống xí muội ha. Ừ. Chẳng qua
cái trái quất này ăn giống như chần bì. Trời sao ăn sexy boy vậy? Cái khô bò này bây giờ mà có thêm cái gì nữa ta? Thôi đừng có mơ ước nữa. Ăn miếng mặn luôn. Mặn Hà Nội. Ăn miếng khô bò nữa. Ăn vậy á. Mà mặn ngọt ngọt cái người ta cười chơi. Sao tự nhiên nghe? Tự nhiên nghe lời anh ăn kỳ cục vậy? Kỳ cục ngon vậy. Mà khô bò của em không phải khô bò của anh đâu, tự nhiên lấy cái ăn ngon hơn vậy. Rồi đi. Khô bò này từ hôm Tết tới giờ mọi người. Vì yêu anh em xin đánh đổi tất cả bình yên trên thế giới này. Chỉ cần anh thôi xin hãy một giây trong phút thiên vàng. Cái này đúng biết thiếu gì à? Thiếu gì? Thiếu trong bô. Nè uống đi cho hết đi, mệt quá. Lại lên. Con không uống hả con? Hả? Trời ơi. Bye bye mọi người. Làm hết dĩa khô mà có thể ngủ giấc mai dậy có năng lượng đi mần rồi.